Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Các bạn thân mến, mới đây, Mỹ đã có một động thái khiến cho Trung Quốc vô cùng tức giận. Đó là làm phong phú thêm kho vũ khí của Đài Loan. Bên cạnh việc liên tiếp có những lời cảnh báo nặng nề với hai quốc gia trên, Trung Quốc còn tạo ra căng thẳng hơn khi dọa sẽ hủy diệt Đài Loan sau thương vụ buôn bán vũ khí này. Vậy Đài Loan sẽ có những động thái đáp trả như thế nào? Hay bình chân như vậy, cộng với cường quốc Hoa Kỳ là bên trực tiếp tạo ra những căng thẳng leo thang, họ sẽ có hành động như thế nào nếu như Đài Loan thực sự bị tấn công? Những thắc mắc lúc đó sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay quý vị và các bạn thân mến. Theo Reuters đưa tin, ngày 5 tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định phê duyệt hợp đồng bán 440 khẩu pháo tự hành M109A6 cho Đài Loan, với trị giá đơn hàng có thể lên đến 750 triệu đô. Trong thỏa thuận còn có một số lượng lớn xe bọc thép, khoảng 1.700 bộ thiết bị dẫn đường chính xác cho đạn pháo, súng máy, các phụ tùng, chi phí huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật cho lực lượng phòng vệ, cũng như nâng cấp những hệ thống pháo sẵn có của hòn đảo này. Sau 30 ngày tính từ khi nhận được thông báo từ Bộ Ngoại giao, nếu được Quốc hội Mỹ đồng ý, đây sẽ chính thức trở thành thỏa thuận bán vũ khí đầu tiên cho Đài Loan. Dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ từ South China Morning Post thông tin rằng lô vũ khí này sẽ góp phần cho mục tiêu hiện đại hóa lực lượng pháo tự hành của Đài Loan, nâng cao năng lực phòng vệ vững chắc của hòn đảo đối với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh thỏa thuận này cơ bản sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự tại khu vực. Ngay sau đó, cơ quan phòng vệ Đài Loan đã bày tỏ sự cảm kích của mình tới chính phủ Mỹ về thỏa thuận này. Họ tin rằng, số vũ khí trên sẽ giúp lực lượng trên bộ gia tăng được năng lượng yểm trợ hỏa lực và khả năng phản ứng nhanh. Cơ quan này còn gọi sự hỗ trợ vũ khí của Mỹ là cơ sở quan trọng cho việc duy trì ổn định trong khu vực. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ đã thông báo về thỏa thuận này với Quốc hội nước này vào ngày 6 tháng 9 và cần được Quốc hội phê chuẩn mới có thể tiến hành đàm phán chính thức. Được biết, M109A6 là một trong những trang bị hiện đại bậc nhất, chỉ sau hệ thống M109A7 đang có trong biên chế quân đội Mỹ. Phiên bản pháo tự hành M109A6 có thể hoạt động hoàn toàn độc lập, xuyên suốt quá trình di chuyển, nó sẽ vẫn liên tục nhận lệnh bắn. Dữ liệu máy tính cung cấp thông tin về mục tiêu, tính toán chi tiết về phần tử bắn lẫn di chuyển, thiết lập trận địa, tiến hành khai hỏa, rồi sau đó lại tiếp tục di chuyển đến vị trí mới, mà hoàn toàn không cần có sự hỗ trợ từ bất kỳ một thiết bị bên ngoài nào. Chỉ mất đúng 1 phút để M109A6 khai hỏa kể từ khi nhận được lệnh trong lúc hành tiến. Bên cạnh đó, pháo tự hành tầm xa này còn có thể bắn và chạy với đúng phương châm tác chiến đặc trưng của nó là sống sót tốt trên chiến trường. Mặt khác, M109A6 còn được trang bị pháo 155mm, có tốc độ bắn khoảng 4 viên trên 1 phút, tầm xa là 18km với đạn thường và đạn tăng tầm là 40km. Ngoài ra còn có đạn pháo siêu chuẩn xác XM982X caliber dẫn đường bằng hệ thống GPS. Không chỉ có vậy, Mỹ còn phát triển một hệ thống radar nhỏ, trang bị cho pháo M109A6 với mục tiêu bắn hạ cả những máy bay hoạt động tầm thấp hoặc tên lửa hành trình có tốc độ cận âm. Với những tính năng trang bị sẵn có, đây được coi là một trong những loại pháo tự hành tốt nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Các bạn thấy sao về loại pháo tự hành này? Có uy lực không hả? Comment ngay dưới video, chia sẻ cho chúng mình suy nghĩ của các bạn về loại vũ khí này, cũng như thương vụ mua bán vũ khí trên nhé. Các bạn thân mến, dù thương vụ mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu, thế nhưng truyền thông Trung Quốc đã nhanh chóng có những động thái mới với lời đe dọa hủy diệt gửi tới đảo quốc Đài Loan. Theo đó, Thời báo Hoàn Cầu tuyên bố hùng hồn rằng chính quyền Đài Bắc đã quá ngây thơ khi nhập thêm những trang vũ khí từ Mỹ, bởi nếu như chiến tranh thực sự xảy ra, quân đội Trung Quốc chắc chắn sẽ đánh phủ đầu mạnh mẽ, khiến Đài Loan không kịp có cơ hội để đáp trả. Bài xã luận này mạnh miệng khẳng định quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc có thừa khả năng để huy động trên 1.000 tên lửa cho đợt tấn công đầu tiên vào quốc đảo Đài Loan. Sẽ không có bất kỳ một mục tiêu nào ở Đài Loan, từ các sân bay, các vị trí đặt tên lửa và lực lượng pháo binh, cho đến những trung tâm chỉ huy quân sự có thể sống sót được, tờ báo của chính quyền Bắc Kinh nhận định. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc biết chi tiết vị trí của từng căn nhà, cái cây, tại một dải đất trên đảo Đài Loan, nằm ở hướng đối diện với đại lục. Được biết, đây là nơi Đài Loan có thể triển khai các vũ khí phòng thủ và đáp trả lại các lực lượng của quân đội Trung Quốc. Thời báo Hoàn Cầu cũng tự tin khẳng định, Đài Loan sẽ không thể điều động được số pháo tự hành vừa mua của Mỹ đến vùng đất nói trên để thực hiện mục đích bắn trả, mà dù cho có triển khai được đi chăng nữa, những binh sĩ của Đài Loan cũng không thể ngắm bắn được hoặc điều khiển pháo di chuyển bởi quá hoảng sợ. Tất cả những vũ khí cũng như trang bị mà Mỹ đã bán cho Đài Loan sẽ có hai kết cục. một là sẽ trở thành chiến lợi phẩm của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, hoặc sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Còn về mặt hành động, những tháng gần đây, Bắc Kinh đã tăng cường các động thái thị uy, chẳng hạn như liên tục điều các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo. Quân đội Trung Quốc cũng công khai các cuộc tập trận với vũ khí tối tân, mô phỏng lại cuộc chiến xâm lược Đài Loan. Trả lời câu hỏi liên quan đến vụ máy bay này, Quân đội Nhân dân Trung Quốc tuyên bố cứng rắn, Đài Loan cần phải nhận thức rõ ràng được rằng tương lai của họ nằm ở việc thống nhất với Trung Quốc, họ sẽ không thể dựa vào Mỹ. Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng từng đưa ra quan điểm Đài Loan độc lập, điều đó đồng nghĩa với chiến tranh. Những lời nói và hành động đầy thị uy trên liệu có khiến cho Đài Loan phải dè chừng? Để lại comment chia sẻ quan điểm về động thái này của Trung Quốc cho chúng mình biết với nhé. Đáp trả lại những động thái đầy hăm dọa từ phía Bắc Kinh, Đài Loan đã đưa ra thông báo, họ sẽ diễn tập bắn đạn thật, mô phỏng việc đánh trả lực lượng quân đội Trung Quốc đổ bộ tại Đông Sa. Theo hãng tin CNA, Cục Tuần duyên Đài Đài Loan đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc diễn tập bắn đạn thật, sử dụng tên lửa chống tăng gần quần đảo Đông Sa do đảo quốc kiểm soát ở Biển Đông vào tháng 9 tới. Cuộc diễn tập dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 9 đến 12 tháng 9. Trong nỗ lực giả định sử dụng rocket để tiêu diệt một đơn vị hải quân Trung Quốc đang cố đổ bộ lên trên quần đảo Đông Sa tại Biển Đông, Cục Tuần duyên Đài Loan nói, huấn luyện bắn vũ khí này nằm trong kế hoạch diễn tập thường niên. Thế nhưng cuộc diễn tập này thực chất lại diễn ra trong bối cảnh mà Trung Quốc liên tục điều máy bay quân sự vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan gần như mỗi ngày trong vòng 1 năm qua. Ngoài ra còn có động thái đe dọa hủy diệt quốc gia này mới đây, vào ngày 5 tháng 8, như chúng mình vừa chia sẻ phía bên trên. Được biết, Đài Loan hiện đã triển khai 168 quả đạn đến Đông Sa, cùng với hơn 200 nhân viên của Cục Tuần duyên do lính thủy đánh bộ Đài Loan huấn luyện, đã đóng trú trên quần đảo này. Về hệ thống đặt tên lửa này, loại vũ khí do Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Trung Sơn của Đài Loan phát triển. Đây là một loại vũ khí vác vai, dùng để diệt xe bọc thép, có khả năng xuyên thủng bê tông. Rocket có hai loại đầu đạn, một loại dùng cho mục đích chống tăng, với tầm bắn hiệu quả là 400 m và khả năng xuyên thủng thép dày đến 35 cm. Đầu đạn còn lại có tầm bắn hiệu quả là 150 m, nhưng lại có khả năng xuyên thủng bê tông dày từ 20 đến 60 cm. Mọi hành động đáp trả cũng rất quyết liệt phải không à? Các bạn nghĩ như thế nào về hành động này? Comment ngay dưới video này nhé. Chúng mình rất chờ đợi những chia sẻ của các bạn đấy. Vậy còn về phía Mỹ thì sao ha? Liệu quốc gia này sẽ hành động như thế nào nếu Đài Loan thực sự bị Trung Quốc tấn công? Nhiều chuyên gia và quan chức Mỹ đánh giá rằng nếu như có một thứ khiến cho việc cạnh tranh quyền lực toàn cầu giữa Mỹ và Trung Quốc biến thành xung đột quân sự, thì đó chắc chắn là Đài Loan. Chỉ với vỏn vẹn 23 triệu dân, cách Trung Quốc gần 150 cây số, Đài Loan gần đây đang trở thành một điểm nóng thời sự. Từ năm 1979, Hoa Kỳ đã có luật quy định rõ ràng về mối quan hệ của Mỹ với Đài Loan. Điều đó không ngăn cản việc Washington bình thường hóa quan hệ với Bắc Kinh, đồng thời công nhận nguyên tắc một Trung Quốc. Vấn đề là luật về quan hệ Mỹ, Đài Loan cho phép quốc gia này bán vũ khí cho đảo quốc để tự vệ, nhưng lại không quy định rõ trách nhiệm can thiệp quân sự trong trường hợp Đài Loan bị tấn công. Trong khi đó, Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ ý định thống nhất phần lãnh thổ không thể chia cách này, dù phải sử dụng cả vũ lực. Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành thậm chí còn từng tuyên bố rằng chúng tôi sẽ không bao giờ để Đài Loan được độc lập. Mỹ một mặt công nhận về chính sách một Trung Quốc, bên cạnh đó không hề có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Thế nhưng, cường quốc này vẫn duy trì mối quan hệ và bán vũ khí cho đảo quốc, hỗ trợ đảo quốc hiện đại hóa quân đội, giúp cho hòn đảo này trở thành một con nhím đảm bảo về khả năng tự phòng vệ, qua đó khó bị tấn công. Qua đây có thể thấy, Mỹ bán vũ khí nhằm lợi dụng Đài Loan và sử dụng quốc gia này để kiềm chế Trung Quốc. Có thể khẳng định rằng, định vị chiến lược của Washington đối với Bắc Kinh sẽ không thay đổi. Mỹ vẫn sẽ coi Trung Quốc là mối đe dọa và đối thủ cạnh tranh chiến lược lớn nhất. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Dưới cơn mưa lớn ở miền Bắc Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lộ bộ mặt lưu manh. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu vực mới Hồng An và sân bay Đại Hưng Bắc Kinh, đã để sử dụng 7 khu vực chứa và giữ lũ ở Hà Bắc, bao gồm thành phố Trác Châu và thành phố Lang Phường. Theo cách nói phổ biến của những người bình thường, chừng nào bạn còn ở trong khu vực chứa và giữ lũ, bạn sẽ bị ngập lụt và không có gì. Theo các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt về phòng chống lũ lụt ở lưu vực sông Hải Hà, yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu phòng thủ trọng điểm như khu vực mới Hồng An và sân bay Đại Hưng Bắc Kinh. Theo một báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm thứ Tư, 7 khu vực lưu giữ và giam giữ lũ lụt đã liên tiếp được đưa ra ở Hà Bắc như Ninh Ba nằm ở phía đông của quận Long Giao và phía nam của quận Ninh Tân ở thành phố Hình Đài. Đại Lục Trạch nằm ở quận Nhậm Trạch của thành phố Hình Đài. Khu vực phân lũ của sông Tiểu Thanh nằm ở thành phố Trác Châu, thành phố Bảo Định. Lan Câu Hoa nằm ở thành phố Trác Châu, thành phố Bảo Định. Đông Điếm nằm ở thành phố Bá Châu, thành phố Lang Phường. Khu vực ngập lụt Tây An nằm ở quận Tây An, thành phố Thương Châu. Khu vực lũ lụt sông Vĩnh Định nằm ở quận Quảng Dương, quận An Ninh, quận Vĩnh Định, thành phố Lang Phường. Theo báo cáo, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hà Bắc đã liên tiếp mở 7 khu vực chứa lũ và tạm giữ, đồng thời hoàn thành việc di chuyển 847.400 người. Nói cách khác, gần 1 triệu người đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ định là khu vực chứa và giam giữ lũ lụt sẽ bị nhấn chìm một cách vô ích. Có thể thấy từ vị trí địa lý, việc xả lũ Trác Châu có thể làm giảm đáng kể áp lực của lũ thượng nguồn đối với sân bay Đại Hưng Bắc Kinh và khu vực mới Hùng An. Trác Châu, Hà Bắc nằm ở giữa Bắc Kinh và Hùng An, có độ cao trung bình 37 m, cách Tây An khoảng 100 km và cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 70 km. Hùng An nằm ở rìa hồ Bách Dương Điếm, với độ cao từ 7 đến 19 m. Mực nước của hồ Bách Dương Điếm luôn ổn định ở mức 6,5 đến 7 m. Trong 2 năm qua, mực nước cao nhất của hồ Bách Dương Điếm đạt 7,4 m. Chỉ cần một lượng lớn lũ từ thượng nguồn đổ về, mực nước hồ Bách Dương Điếm sẽ tăng vọt, trực tiếp nhấn chìm Nam Điếm và Trung Nguyên ở khu mới Hùng An, thậm chí uy hiếp Bắc Thành. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu tiên kích hoạt khu vực xả lũ ở Trác Châu, Hà Bắc, hiện là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm thứ Tư, tại Trác Châu, Hà Bắc và các con đường trong vùng bị ngập lụt, có nơi ngập sâu đến 6 m, cao gần bằng chiều cao cột đèn giao thông. Mặc dù chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng họ nên theo dõi mọi khu vực chứa và trữ lũ đã được mở hoặc sẽ sớm được mở, đồng thời đưa ra dự báo chính xác về diễn biến của lũ lụt trong khu vực. Tuy nhiên, người dân ở Trác Châu cho biết nhiều người dân hoàn toàn không nhận được thông báo xả lũ hoặc chỉ nhận được thông báo trước 1 đến 2 giờ đồng hồ nên không kịp sơ tán. Đoạn video cho thấy vào sáng sớm ngày thứ Tư, người dân đã đối đầu với cảnh sát ở bờ kè phía tây của cầu Khisun ở Trác Châu cố gắng ngăn cản chính quyền đào bờ bao để xả lũ. Người dân thắc mắc tại sao khi có nơi xả lũ ở thôn chúng tôi lại phải đào đê. Vì không có giấy đỏ nên những người này tự ý đào đê, có phải là tội ác không? Vì người dân và cảnh sát không chống lại nhau, tại sao lại đưa ra một cảnh sát như vậy vào đây? Giúp chúng tôi với! Có thông tin cho rằng nhiều dân làng đã bị cảnh sát bắt giữ và chính quyền buộc phải đào bờ bao để xả lũ và tất cả các làng lân cận đều bị ngập lụt ngay lập tức. Mặc dù dân làng đều biết rằng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc để cưỡng bức đào đê xả lũ ở Trác Châu để bảo vệ Hùng An nhưng họ không có lý do gì cụ thể. Từ việc xả lũ nguy hiểm do mực nước các sông dâng cao đến cư dân bị mắc kẹt trong các thành phố ngập nước, thực trạng này đang thách thức hệ thống ứng phó thảm họa với lượng mưa kỷ lục kéo dài, thời gian rút nước mất nhiều tuần sau cơn bão mạnh trong nhiều năm. Khi cơn bão Doksuri đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc, mưa lớn đã trút xuống và vỡ kỷ lục mưa 140 năm ở Bắc Kinh, thậm chí lượng mưa đổ xuống Hà Bắc còn vượt tổng lượng mưa cả năm. Tiếp tục khi tàn dư của cơn bão đến các tỉnh biên giới phía đông bắc của Trung Quốc và mưa bắt đầu giảm dần, một khu vực có diện tích bằng nước Anh phải vật lộn với công tác hậu cần để xả nước an toàn cho các tuyến đường thủy và hồ chứa, đồng thời giải cứu hàng chục nghìn người bị mắc kẹt trong nhà. Lưu vực sông Hải, nơi hội tụ của 5 con sông ở miền Bắc Trung Quốc, đang trải qua quá trình tiến hóa lũ. Theo truyền thông nhà nước đưa tin, các hệ thống kỹ thuật kiểm soát lũ được cho là phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt nhất kể từ trận lụt năm 1996. Mùa hè năm 1996, lũ lụt trên diện rộng ở lưu vực sông Dương Tử, miền Trung Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2.800 người, làm hư hại hàng triệu ngôi nhà và khiến nhiều vùng đất trồng trọt bị ngập lụt. Các nhà chức trách ở Hà Bắc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp thiên tai lên 2 từ 3, trong khi Bắc Kinh giữ nguyên cảnh báo về sạt lở đất ở vùng ngoại ô. Nước lũ có thể mất tới 1 tháng để rút ở Hà Bắc. Tại đó, thành phố Trác Châu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo một quan chức Bộ Tài nguyên nước tiết lộ, cho đến nay, khoảng 100.000 người ở thành phố này đã được sơ tán, tương đương 1/6 dân số thành phố. Từ lâu, Trung Quốc đã nhận thức được nguy cơ ngập úng đô thị. Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng trong những năm gần đây đã tạo ra những khu vực đô thị rộng lớn bao phủ các vùng ngập lũ bằng bê tông. Thời tiết cực đoan do sự nóng lên toàn cầu đang làm cho nó trở nên tồi tệ hơn. Dữ liệu chính thức cho thấy khoảng 98% trong số 654 thành phố lớn của Trung Quốc dễ bị lũ lụt và ngập úng. Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Trung Quốc cho biết lượng mưa ở các tỉnh phía Đông Bắc có thể tăng tới 50% trong tháng 8. Một khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng ở thành phố Trác Châu là thị trấn Ma Tu, nơi đường xá biến thành sông. Nguồn cung điện và nước bị cắt, tín hiệu điện thoại di động bị mất và người dân mắc kẹt trong nhà. Lực lượng cứu hộ đã dùng thuyền cao su tiếp cận người dân mắc kẹt ở vùng nước ngập. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc, ở những nơi nước cao đến đầu gối, người dân đã được xe chở đến nơi an toàn, tuy nhiên nỗ lực giải cứu vẫn gặp nhiều khó khăn. Các quan chức quản lý khẩn cấp và chính quyền địa phương đã ngừng tiếp nhận các đội cứu hộ mới từ nơi khác với lý do các con đường bị chặn và thiếu sự phối hợp thống nhất làm tăng thêm mối lo ngại về an toàn. Truyền thông nhà nước cho biết lực lượng cứu hộ từ khắp Trung Quốc đã ngỏ ý xin hỗ trợ cứu trợ lũ lụt ở Trác Châu, nhưng một số đơn vị chưa nhận được sự chấp thuận của các quan chức địa phương. Trung Quốc hiện phải đối mặt với thời tiết mưa bão nhiều hơn với cơn bão Khanun đang di chuyển trên biển Hoa Đông và phía Nhật Bản và dự báo sẽ đổ bộ vào các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến của Trung Quốc vào 2 ngày tới. Mưa lũ tiếp tục nhấn chìm các cánh đồng và trang trại ở Hắc Long Giang, nơi được mệnh danh là vựa lúa lớn nhất phía Bắc Trung Quốc. Tại nhiều thành phố của Trung Quốc, nước lũ rút lộ ra khung cảnh hoang tàn, trong khi đó một cơn bão mới đang chuẩn bị ập đến theo dự báo. Do ảnh hưởng của bão Doksuri hôm nay, mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều vùng thuộc tỉnh sản xuất ngũ cốc lớn nhất của Trung Quốc, nhấn chìm các trang trại trong biển nước. Tỉnh Hắc Long Giang, nơi được mệnh danh là vựa lúa lớn nhất của Trung Quốc, là địa phương mới nhất chịu ảnh hưởng của bão Doksuri. Lũ lụt ngày càng nghiêm trọng đã tràn vào các thành phố trên khắp đất nước, trong khi hoạt động cứu hộ sau bão Doksuri đang khẩn trương diễn ra. Doksuri là một trong những cơn bão mạnh nhất ở Trung Quốc trong nhiều năm qua, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải sơ tán. Kể từ khi đổ bộ vào Trung Quốc cách đây một tuần, bão Doksuri đã khiến thủ đô Bắc Kinh và một số thành phố khác ngập trong biển nước. Ở những vùng nước lũ đã rút, hiện ra khung cảnh ngổn ngang, hoang tàn, ô tô lật ngược trong nước lũ. Tỉnh Hắc Long Giang đã cảnh báo người dân về khả năng thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn, bao gồm cả lũ xoáy và nâng mức cảnh báo lũ lụt tới 2 lần kể từ tối qua. Hiện một số khu vực cảnh báo mưa có thể ngập 10 cm chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ. Tại thủ phủ Cáp Nhĩ Tân, 2 ô tô đã lao xuống hố sụt xuất hiện trên đường cao tốc gần một con sông. Mực nước sông đang dâng cao do lũ, các cánh đồng lúa ngập trong nước và dân làng ở những vùng trũng thấp được yêu cầu sơ tán. Video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một con dê đứng trên mái nhà tránh lũ và một con lợn đang cố bơi ngược dòng nước lũ. Mưa bão và lũ lụt gây ra mất điện ở thành phố Thiện Trí, tỉnh Hắc Long Giang. Các siêu thị đang dần cạn kiệt hàng hóa, xa hơn về phía nam. Tại khu vực trồng ngô của Cát Lâm, các lán trại đã được dựng cho 12.550 người sơ tán bão khỏi thành phố Thư Lan do mưa lũ đã gây ngập tới nửa mét. Không chỉ gây thiệt hại về nông nghiệp, lũ lụt đã tàn phá các khu vực công nghiệp. Theo dự báo, một cơn bão khác lại đổ bộ vào Trung Quốc nối tiếp bão Doksuri. Bão Doksuri, một trong những cơn bão mạnh nhất Trung Quốc trong nhiều năm qua, với lượng mưa kỷ lục đã khiến nước sông dâng cao nguy hiểm. Ở Trung Quốc, nhiều cư dân bị mắc kẹt trong thành phố ngập nước, có thể phải mất nhiều tuần để nước mưa rút đi. Trong tuần này, bão Doksuri đổ bộ vào Trung Quốc với lượng mưa khủng khiếp phá vỡ kỷ lục trong 140 năm qua ở Bắc Kinh. Ở tỉnh Đông Dân Hà Bắc, lượng mưa do bão Doksuri bằng lượng mưa cả năm của địa phương. Tính đến thứ năm vừa qua, hơn 1,2 triệu người ở vùng lũ Hà Bắc đã được sơ tán tới nơi an toàn. Theo chính quyền địa phương, lượng mưa ở tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc đã vượt gấp đôi khả năng chứa nước của các hồ chứa cỡ lớn và vừa. Lưu vực sông Haihe, nơi hội tụ của 5 con sông chảy qua Hà Bắc và Bắc Kinh, đang chịu ảnh hưởng lũ lụt nghiêm trọng do bão Doksuri. Các nhà chức trách ở tỉnh Hà Bắc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với thiên tai. Bắc Kinh ra cảnh báo về tình trạng sạt lở đất ở vùng ngoại ô. Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Trung Quốc cảnh báo lượng mưa ở các tỉnh phía Đông Bắc có thể cao hơn 50% so với bình thường trong tháng 8. Ở thị trấn Mã Đầu, Hà Bắc, các con đường biến thành sông do nước lũ, điện nước sinh hoạt bị cắt, không có sóng điện thoại, nhiều cư dân mắc kẹt trong nhà. Lực lượng cứu hộ trên thuyền và bè cao su đi qua những con đường ngập lũ để đưa những người dân mắc kẹt ở các chung cư sơ tán tới nơi an toàn. Một số nơi ở Trác Châu thậm chí còn ngập sâu tới 6 mét. Theo dự báo, có thể phải mất tới 1 tháng để nước lũ rút hết ở tỉnh Hà Bắc. Khoảng 100.000 người ở thành phố Trác Châu, tương đương 1/6 dân số địa phương, nơi chịu ảnh hưởng lũ lụt nặng nề nhất của Hà Bắc đã được sơ tán. Trong vài ngày qua, nhiều nơi ở Trung Quốc đã phải hứng chịu những cơn bão dữ dội. Đài quan sát khí tượng Diên An Thiểm Tây tiếp tục phát tín hiệu cảnh báo vàng về mưa rông và gió giật mạnh vào lúc 8 giờ 56 phút ngày thứ Năm tuần trước. Gió giật ở một số khu vực có thể đạt cấp 7 trở lên, kèm theo sấm sét, mưa lớn cục bộ ngắn ngày và hàng giờ, lượng mưa có thể lên tới hơn 10 mm. Video đăng tải trên mạng cho thấy nước lũ tràn vào khu đô thị, đường phố biến thành sông. Trước đó một ngày, địa phương này có mưa lớn, một số khu vực bị ngập nặng. Các video trực tuyến cho thấy các vật dụng như tủ lạnh nổi trên mặt nước có độ sâu dưới ngực người, có nơi mực nước có thể nhấn chìm một người. Một lính cứu hỏa bước ra khỏi hang ngập nước với một tay bế một đứa trẻ, tay kia trèo và bơi. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, có tổng cộng 4 người bị mắc kẹt, nhưng tất cả đã được giải cứu. Hôm thứ Tư tuần trước, Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh lam, đề cập mưa vừa đến mưa to và mưa to ở một số khu vực vào ngày thứ Tư và thứ Năm. Văn phòng Kiểm soát lũ lụt Bắc Kinh đề nghị tất cả các đơn vị nghỉ làm việc theo giờ cao điểm so le. Trước đó một ngày, Đài quan sát khí tượng thành phố Nhật Chiếu Sơn Đông đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ. Các thị trấn riêng lẻ ở quận Ju, quận Đông Cương và quận Vũ Liên của Nhật Chiếu đã nhận được lượng mưa hơn 100 mm trong 3 giờ và hơn 50 mm trong 1 giờ. Một cư dân của khu danh lam thắng cảnh núi Cửu Huyền và huyện Vũ Liên, thành phố Nhật Chiếu nói với phóng viên của Voice of Hope, trời mưa rất nhanh vào buổi trưa và mưa đặc biệt lớn. Thông báo được đưa ra vào chiều ngày 30 tháng 8 là danh lam thắng cảnh đã tạm thời đóng cửa. Khi nào mở sẽ thông báo. Cục khí tượng Giang Tô, Tô Châu đã đưa ra cảnh báo đỏ về mưa bão vào lúc 2 giờ 42 phút chiều cùng ngày. Sau đó, mây đen đã bao trùm thành phố tại nhiều nơi ở Tô Châu và gió giật mạnh, có địa phương đạt cấp 12. Vào khoảng 3 giờ, một trạm dừng xe buýt ở phố Thôi Phương phía bắc quận Ngô Trung, Tô Châu đã bị gió giật sập và gạch rơi xuống đất. Cùng ngày ở Hoàng Sơn cũng có gió thổi mạnh, nhiều xe đạp điện bị thổi bay, người điều khiển ngã xuống đất không gượng dậy được. Dưới cơn gió mạnh, một số rác thải bay tứ tung, khung sắt vụn, xô sắt và các vật dụng khác rơi vãi trên mặt đất. Vào ngày hôm trước, sấm sét, gió lớn và mưa cực lớn lại đến thăm Trịnh Châu. Vào khoảng 6 giờ tối vào giờ cao điểm, khu đô thị Trịnh Châu đột nhiên bị bao phủ bởi mây đen, sấm chớp, rồi đột nhiên có gió to và mưa lớn. Sau đó, con đường bị ngập lụt, sức gió tối đa đạt cấp 10. Ông U, một người dân Trịnh Châu cho biết, mấy ngày nay ở Trịnh Châu mưa rất to, một số ô tô bị ngập nước và các phương tiện giao thông bị hư hỏng. Toàn bộ hệ thống thoát nước ở Trịnh Châu không tốt. Chỉ một trận mưa bão, hệ thống thoát nước sẽ ngay lập tức bị ngập nước và chính quyền sẽ không quan tâm đến nó. Hiện tượng nước ngập không thể thay đổi. Phần phía bắc của Trịnh Châu và phía bắc của Hà Nam cũng tương đối nghiêm trọng. Một số người còn chụp được khoảnh khắc bầu trời xanh hiếm hoi trước cơn mưa lớn. Một số cư dân mạng không khỏi đặt câu hỏi, có phải thành phố này bị Chúa lên án không? Bất cứ khi nào có mưa lớn ở Trịnh Châu, mọi người sẽ vô thức nghĩ đến trận mưa xối xả ở Trịnh Châu vào tháng 7 năm 2021 và thương vong nặng nề do lũ lụt ở ga tàu điện ngầm số 5 và đường hầm Kinh Quảng. Nói về những điều này, ông U nói với một chút tức giận, năm 2021 phần lớn là do thảm họa nhân tạo gây ra. Hàng trăm nghìn người bỏ chạy tán loạn, dân làng Trác Châu nổi dậy trước sự phẫn nộ của công chúng đang tích tụ. Mưa xối xả liên tục ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc khiến hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng. Hơn 1 triệu người phải sơ tán khẩn cấp, đặc biệt Trác Châu, Hà Bắc đã trở thành khu vực hứng chịu thiên tai lớn nhất để chính quyền xả lũ. Nửa đêm hôm thứ Ba, cơ quan chức năng bí mật xả lũ sau khi phát hiện người dân địa phương đã chống cự xô xát với công an. Sự tức giận của dân làng đang tăng lên và người dân đã nói rõ rằng họ sẽ tiếp tục đến gặp chính quyền. Sau trận lụt ở Trác Châu, Hà Bắc, Bạch Câu, Tân Lập Trang, Tân Kiều và những nơi khác ở Hà Bắc cũng đang gặp nguy hiểm. Việc sơ tán khẩn cấp đã được thông báo, được cho là không có tổ chức thống nhất chính thức. Trong một thời gian, các phương tiện sơ tán đã kẹt đầy đường và không thể di chuyển. Rất đông người dân phải sơ tán cũng không có nơi nào để đi. Đêm khuya lang thang trên đường, trong đó có nhiều người già và trẻ em khiến người dân không khỏi xót xa. Bị ảnh hưởng bởi bão, lượng mưa liên tục và xả lũ thượng nguồn đã biến Trác Châu ở Hà Bắc thành một đại dương bao la. Một số lượng lớn người dân ở Trác Châu vẫn đang bị mắc kẹt trong nước và cần được giải cứu khẩn cấp. Đồng thời, các ngôi làng và thị trấn xung quanh thành phố Cao Bắc Điếm ở hạ lưu Trác Châu cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Các tin nhắn video lan truyền trên Internet cho thấy vào đêm muộn hôm thứ Tư, chính quyền thị trấn Bạch Câu của thành phố Cao Bắc Điếm đã tạm thời thông báo cho cư dân bên dưới tầng 3 sơ tán. Trong một thời gian, đường phố đầy những phương tiện chạy vội vã. Trong một video, người dân Bạch Câu cho biết lần đầu tiên sau 100 năm, Đại Bạch Câu mới sôi động như vậy và bây giờ là 1 giờ 30 phút sáng. Video quay từ trên cao cho thấy con đường đầy xe bất động. Một người dân khác cho biết lúc 3 giờ 28 phút sáng, trên lối ra đường cao tốc quốc tế đã bị tắc nghẽn 2 km và vẫn còn một hàng dài dòng xe đang chờ phía sau. Một cư dân khác cho biết, tôi chạy từ tối đến sáng mà vẫn chưa rời khỏi Bạch Câu. Trong một video khác, một cư dân Bạch Câu nói rằng không thể rời đi và siêu thị về cơ bản đã bán hết hàng. Một thanh niên có lẽ đến từ Cao Bắc Điếm đã kêu gọi cư dân địa phương có nhà trống giúp tiếp nhận người tạm trú. Anh ấy nói, nếu có một ngôi nhà trống ở Cao Bắc Điếm, xin vui lòng liên hệ với tôi. Chúng tôi hiện đang cho thuê vì phúc lợi công cộng và miễn phí. Vừa rồi, Bạch Câu đã được sơ tán khẩn cấp, Trác Châu bị ngập lụt, Tân Lập Trang đã được sơ tán khẩn cấp và bây giờ là Tân Kiều cũng được sơ tán. Chúng tôi bắt đầu sơ tán. Bây giờ, hàng chục nghìn người không có nơi ở trên đường phố được thắp sáng rực rỡ. Hiện tại, các ngôi làng và thị trấn xung quanh đã bị chiếm đóng. Cao Bắc Điếm vẫn an toàn, vì vậy gia đình các thành viên chúng tôi có nhà trống và tôi có thể giúp đỡ. Hiện tại, khách sạn và nhà cho thuê hàng ngày đã đầy, nhiều người già đang đứng trên đường và nhiều trẻ em không có nơi nào để đi. Thật đáng thương, anh ấy cũng cảm ơn một số người dân làng đã giúp tiếp nhận người tị nạn vào giờ muộn như vậy. Tất cả các bạn đều là người tốt. Theo một số phương tiện truyền thông đưa tin, vào ngày hôm trước vào khoảng 12 giờ đêm, cư dân gần thành phố mới Bạch Câu nhận được thông báo khẩn cấp nói rằng do mưa lớn và lũ lụt ở Trác Châu, sông địa phương đã có nguy cơ vỡ kè, yêu cầu người dân địa phương, cư dân sống tại các nhà gỗ tự xây dựng, cửa hàng và sàn ở tầng 1 và tầng 2 đã được sơ tán ngay trong đêm. Đêm đó cũng xảy ra tắc đường lớn, đoàn xe luồn lách mấy km trong khu đô thị. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi, gặp trường hợp khẩn cấp như vậy, tại sao không mở hết các cửa của trạm thu phí cao tốc để người dân nhanh chóng rời đi, từ đó giảm thiểu rủi ro. Ngày hôm sau, Cục Quản lý Đường Cao tốc địa phương trả lời chưa nhận được thông báo của cấp trên về việc miễn phí qua lại. Nếu tất cả các phương tiện lưu thông trên đường đều không rút thẻ, sẽ gây áp lực rất lớn cho các trạm thu phí khác khi họ thu phí. Còn về tình trạng kẹt xe tại ngã tư đường cao tốc là do một số chủ xe không biết đi đâu sau khi lên đường, khiến một lượng lớn phương tiện ùn ứ tại ngã tư, ảnh hưởng đến giao thông thông suốt. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông đại lục Southern Metropolis Daily, Bạch Câu có vị trí địa lý đặc biệt gần khu vực mới Hùng An và không xa Bắc Kinh, do đó nó đã tiếp quản một số ngành công nghiệp trong khi giải phóng các chức năng không cốt lõi của thủ đô. Bạch Câu là cơ sở sản xuất và bán hành lý lớn nhất ở Trung Quốc, đồng thời có thị trường hành lý cá nhân lớn nhất cả nước, được mệnh danh là thủ đô hành lý Trung Quốc. Ở thành phố mới Bạch Câu có một số lượng lớn thương nhân liên quan đến hành lý, bao gồm các cửa hàng bán hàng và thậm chí là cả các nhà sản xuất nguyên liệu thô hàng gia và nhà phân phối thiết bị. Điều này cũng có nghĩa là hành lý có mối liên hệ chặt chẽ với tài sản của cư dân. Và lũ lụt có thể đồng nghĩa với thiệt hại hàng chục, thậm chí hàng chục triệu nhân dân tệ. Một số người chạy trốn khỏi Bạch Câu bằng ô tô qua đêm, thấy lũ không xuất hiện như dự kiến, đã chạy trở lại vào ngày hôm sau. Một ông chủ đã nói trên Twitter, không phải tôi không muốn rời đi, nhưng một nửa tài sản ròng của tôi đang ở trong kho, vì vậy đừng lo lắng về việc rời đi. Về mặt thủy văn, sông Bạch Câu đi qua thành phố, thượng nguồn của nó là sông Bắc Kinh từ Trác Châu, và hạ lưu của nó đổ vào sông Đại Khánh, trước đây đang bị ngập úng nghiêm trọng sau trận mưa lớn ở Bắc Trung Quốc và lũ thượng nguồn cộng với lượng mưa cục bộ và tràn qua sông. Theo báo cáo, đến 12 giờ trưa ngày thứ Ba, có người nhận thấy mực nước bên ngoài thành phố mới Bạch Câu đã giảm xuống và người dân đang thảo luận trên mạng xã hội về việc liệu họ có thể về nhà hay không. Nhưng nước đã không biến mất khỏi không khí loãng và áp lực kiểm soát lũ của toàn bộ lưu vực sông Bạch Câu vẫn còn rất lớn. Một đội cứu hộ nhận thấy mực nước tại các ngôi làng ở phía đông nam Trác Châu ở khu vực thượng nguồn đang dâng cao, một số nơi đã ngập đến tầng 2. Các nhân viên phụ trách thị trấn Bạch Câu và khu vực này cho biết họ không chắc liệu trong tương lai có nước từ thượng nguồn đổ về hay không và liệu nước sông Bạch Câu có dâng cao hay không. Hiện tại, tôi vẫn chưa nhận được thông báo có thể chuyển về. Nếu đã rút rồi thì tốt nhất là đợi vài ngày ở bên ngoài. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, sông Đại Tuyền, trước di sản văn hóa thế giới hang động Mạc Cao Dunhuang đã bị ngập ngày 30 tháng 8 và con đường duy nhất dẫn đến hang động Mạc Cao đã bị hỏng. Sau khi giám sát, sự an toàn của các di tích văn hóa tạm thời không bị ảnh hưởng. Trước đó, trang web chính thức của Viện Nghiên cứu Dunhuang đã đưa ra thông báo rằng các hang động Macau tạm thời đóng cửa vào ngày hôm đó và có một kế hoạch khẩn cấp để đình chỉ các hang động đã được đưa ra. Đêm ngày 30 tháng 8, mạng lưới đặt chỗ tham quan hang động Macau đã đưa ra thông báo thời tiết ở Dunhuang đã trở nên tốt đẹp. Con đường bị ngập nước dẫn đến khu vực hang động Macau đã được thông xe trở lại và hang động Macau đã sẵn sàng để mở cửa bình thường. Hang động Macau sẽ mở cửa trở lại cho khách du lịch từ 7 giờ 30 phút sáng ngày 31 tháng 8. Theo thông báo, do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn trên khu vực hang động Macau, có nhiều nơi bị ngập nước, sông Đại Tuyền trước các hang động bị ngập khiến con đường dài 9 km từ trung tâm triển lãm kỹ thuật số hang động Macau đến khu vực hang động Macau bị cuốn trôi, con đường duy nhất vào khu vực hang động bị gián đoạn. Để đảm bảo an toàn cho các di tích văn hóa và khách du lịch trong khu vực hang động Macau sẽ tạm thời đóng cửa theo quyết định của Ủy ban Quản lý mở hang động Macau của Học viện Dunhuang và kế hoạch khẩn cấp cho việc đình chỉ các hang động sẽ được kích hoạt. Theo Cục Khí tượng Dunhuang, do ảnh hưởng của rãnh lạnh Tân Cương Dunhuang có mưa từ 10 giờ sáng ngày 29 tháng 8 đến 9 giờ sáng ngày 30 tháng 8 và hang động Macau nhận được lượng mưa 40,4 mm. Một phóng viên của Bắc Kinh Daily nhận thấy rằng đài quan sát khí tượng Cửu Tuyền đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh lam vào lúc 3 giờ 55 phút sáng ngày 30 tháng 8. Hiện tại lượng mưa ở quận Tô Bắc của thành phố đã vượt quá 30 mm và lượng mưa vẫn đang tiếp tục tăng. Dự kiến trong vòng 24 giờ, quận Tô Bắc, quận Asai, khu vực phía nam thành phố Dunhuang, khu vực miền núi phía nam thành phố Ngọc Môn và các thị trấn ven núi ở quận Tô Châu sẽ có mưa to đến rất to và tích lũy lượng mưa sẽ đạt 30 mm. Hãy chú ý đề phòng lượng mưa tích lũy lớn có thể gây ra lũ sông vừa và nhỏ, lũ lụt trên núi, sạt lở đất và các thảm họa khác. Lạc Hoa Thành, Phó Giám đốc Học viện Dunhuang nói với Tân Hoa Xã rằng sông Đại Tuyền là một con sông gần hang động Macau và điểm gần nhất cách các hang động chưa đầy 100 mét. Đến 0 giờ ngày 30 tháng 8, dòng lũ trên núi đã xả, lúc 1 giờ lưu lượng lớn nhất đạt khoảng 250 mét khối mỗi giây. Cách hang động Macau khoảng 10 km, ngã ba của cầu và đường đã bị hỏng. Con đường này là con đường duy nhất dẫn đến hang động Macau trong khu vực đô thị Dunhuang. Sau khi giám sát, sự an toàn của các di tích văn hóa trong hang động Macau vẫn chưa bị ảnh hưởng. Lạc Hoa Thanh cho biết, kể từ đêm ngày 29 tháng 8, nước đã được bơm lên hàng giờ trước các hang động Macau và hiện tại không có nước ngập trong các hang động. Theo Cục Xúc tiến Văn hóa của Học viện Dunhuang, khoảng 10.000 khách du lịch dự định đến thăm hang động Macau vào ngày 31 tháng 8. Học viện đã đưa ra thông báo rằng nó sẽ đóng cửa vào ngày hôm đó. Lạc Hoa Thanh nói với Tân Hoa Xã rằng bão cát và lượng mưa là hai nguyên nhân chính khiến hang động Macau tạm thời đóng cửa. Lý do chính của việc đóng cửa các hang động là để đảm bảo an toàn cho các di tích văn hóa và khách du lịch. Trước đây chủ yếu là mưa lớn. Mưa liên tục hơn 10 tiếng đồng hồ là rất hiếm. Theo Cục Khí tượng Dunhuang, trong 30 năm kể từ năm 1981 đến năm 2010, lượng mưa trung bình hàng năm là 42,2 mm. Hang động Macau được xây dựng vào năm 366 sau Công nguyên và nằm ở cuối phía tây của hành lang Haihe. Khí hậu khô hạn và không có mưa của địa phương là một lý do quan trọng khiến ngôi nhà kho báu văn hóa này được bảo tồn hàng ngàn năm. Thưa quý vị, Thông tấn xã khí tượng Trung Quốc đưa tin, từ gần 10 ngày nay, những trận mưa mùa hè lớn đã xảy ra ở thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây và có 60 cơn mưa trong thành phố với lượng mưa hơn 100 mm. Bị ảnh hưởng bởi sự chồng chất của mưa và lũ, An Khang đã trải qua trận lũ lớn nhất kể từ mùa lũ. Đối mặt với tình hình kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng, các nhà khí tượng học ở thành phố An Khang đã sử dụng các dự báo chính xác để đồng hành cùng với việc vượt qua đỉnh lũ. Tuần trước, Cục Khí tượng An Khang nhận định thời tiết tuần này sau khi tham khảo mô hình dự báo và hướng dẫn dự báo của tỉnh trung tâm. Người dự báo đã tiến hành phân tích và hiệu chỉnh cục bộ lượng mưa được chia theo các quận. Xét thấy lượng mưa lớn trong giai đoạn đầu, hàm lượng nước trong đất đã bão hòa, nhiều nơi thường xuyên xảy ra thiên tai địa chất. Cục Khí tượng thành phố khuyến nghị tăng cường phòng chống các thiên tai thứ cấp như sạt lở đất, lũ quét trên núi. Đồng thời, do đặc điểm của quá trình mưa kéo dài và lượng mưa tích lũy lớn, thượng nguồn Hán Trung ở Thiểm Tây và Đại Châu ở Tứ Xuyên nằm trong cùng một khu vực mưa, Cục Khí tượng thành phố đã tập trung nhắc nhở để chuẩn bị lập lịch định lũ. Cục Khí tượng An Khang đã nhiều lần thảo luận với Cục thành phố Hán Trung và Cục thành phố Đại Châu để đưa ra dự báo kiểm soát lũ đặc biệt dựa trên lượng mưa thượng nguồn. Từ 4 ngày nay, các cơ quan phòng chống lũ lụt, khí tượng, thủy văn và điện lực của thành phố An Khang đã 6 lần tổ chức để nghiên cứu, phán đoán chính xác diễn biến chế độ mưa, nước, điều tiết lũ sông Hàn. Trưa ngày 29 tháng 8, cán bộ và quần chúng thôn Hê Si, thị trấn Điền Càn, huyện Nhạc Tây, thành phố An Khánh, tỉnh An Huy vừa trải qua trận mưa lớn, đang nỗ lực sửa chữa đất ruộng bị hư hỏng và những con đường bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Một trận lở đất đã xảy ra ở một trong những hệ tầng hạ long và một số diện tích đất canh tác đã bị phá hủy. Ngoài ra, một số ngôi nhà trong làng cũng bị sập. Trình Thành Phong, bí thư chi bộ làng Hê Si, nói với các phóng viên qua điện thoại. Họ đã gửi điện khẩn cấp và đã tổ chức điều chuyển nhân sự kịp thời, may mắn không có bất kỳ thương vong nào. Tin nhắn văn bản cứu hộ mà Trình Thanh Phong đề cập là tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam do Đài Quan sát Khí tượng huyện Việt Tây phát ra lúc 23:54. Chú ý phòng ngừa các thiên tai thứ cấp như lũ lụt ở các sông vừa và nhỏ, ngập úng ở thành thị và nông thôn, nước lũ trên núi và các thảm họa địa chất có thể do lượng mưa lớn gây ra. Từ 2 ngày qua, một số huyện, thành phố An Khang và Trì Châu thuộc tỉnh An Huy gặp phải đợt mưa bão mạnh nhất kể từ mùa lũ năm nay, với một số khu vực có mưa lớn và mưa xối xả cục bộ. Trước đó, Cục Khí tượng tỉnh An Huy và Sở Tài nguyên tỉnh đã đưa ra cảnh báo và dự báo về các thảm họa địa chất. Cục Tài nguyên nước tỉnh và Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh đã đưa ra cảnh báo về thiên tai lũ lụt trên núi. Đài Quan sát Khí tượng tỉnh đã tăng cường lập kế hoạch tổng thể và điều phối, liên kết giữa cấp trên và cấp dưới, tăng cường tham vấn, nghiên cứu và phán đoán, dự báo quần thể quy mô đối lưu ở tỉnh An Huy. Thời gian dự báo đối lưu mạnh dài nhất có thể đạt tới 8 giờ và các thảm họa thời tiết khác để kịp thời đưa ra các cảnh báo sớm. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt trên núi và thảm họa địa chất ở một số ngôi làng và thị trấn ở quận Nhạc Tây, quận Thái Hồ và quận Hoài Ninh của thành phố An Khánh. Do chuyển tuyến sớm kịp thời nên không có người mất tích hay thương vong. Tính đến 11 giờ ngày 30 tháng 8, Cục Khí tượng An Khánh đã đưa ra tổng cộng 10 bản tin thông tin về thời tiết để đối phó với đợt mưa lớn hiện tại. Đồng thời, cùng với Cục Bảo tồn nước thành phố đưa ra 3 cảnh báo rủi ro đối với thảm họa lũ lụt trên núi, phối hợp với Phòng Quy hoạch Tài nguyên thành phố ban hành 2 cảnh báo vàng với nguy cơ thiên tai địa chất. Thông qua hệ thống có 4.195 người chịu trách nhiệm kiểm soát lũ lụt ở tất cả các cấp. 5 cảnh báo đỏ về việc thay đổi mưa bão đã được đưa ra và 73.000 tin nhắn văn bản cảnh báo sớm đã được gửi đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Tổng cộng 245 người thuộc 121 hộ gia đình đã được chuyển đến nơi an toàn, tránh nguy hiểm trong thành phố và không có thương vong. Người phụ trách chính của Cục Khí tượng Trì Châu đã tham gia tham vấn thành phố 2 lần. Nhanh chóng gọi điện cho các lãnh đạo chính của thành ủy và chính quyền thành phố tăng cường giám sát và cảnh báo sớm, đồng thời thực hiện các dự báo ngắn hạn trong 1 giờ, báo cáo thời tiết kéo dài 3 giờ và xu hướng thời tiết trong tương lai. Thành phố đã ban hành, thay đổi và xác nhận tổng cộng 66 tín hiệu cảnh báo, bao gồm 20 tín hiệu cảnh báo các loại mưa lớn, 2 tín hiệu cảnh báo mưa lớn màu đỏ và 6 tín hiệu cảnh báo có dông bão và gió giật mạnh. Cục Khí tượng Trì Châu và Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố đã cùng nhau đưa ra 2 đợt phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ có mục tiêu. Đồng thời, Cục Bảo tồn nước thành phố đưa ra 2 giai đoạn cảnh báo về thiên tai lũ lụt trên núi, gửi tin nhắn đến 27.000 người. Theo thông tin cảnh báo, thị trấn Muta, huyện Đông Trì đã di chuyển 127 người khỏi khu vực nguy hiểm, xử lý 7 mối nguy hiểm tiềm ẩn về an toàn và xử lý 17 điểm sạt lở nhỏ trên đường làng. Tin tức khí tượng Trung Quốc đưa tin, vành đai mưa hiện đang ảnh hưởng đến tỉnh Chiết Giang và áp suất nhẹ về phía Nam. Theo dự báo của Đài Quan sát Khí tượng thành phố Ôn Châu sẽ có mưa vừa đến mưa to. Ngày 29 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 có mưa to cục bộ, quá trình mưa sẽ chịu sự chi phối của các đợt mưa lớn cục bộ. Ngoài lượng mưa lớn ở giai đoạn đầu, cần đặc biệt chú ý phòng chống các thiên tai như lũ trên các sông vừa và nhỏ, lũ quét trên núi, sạt lở đất, ngập úng đô thị và nông thôn có thể được gây ra bởi lượng mưa lớn trong thời gian ngắn. Tân Hoa xã Bắc Kinh đưa tin, do ảnh hưởng chung của hệ thống mây còn sót lại của cơn bão số 5 và không khí lạnh, một số khu vực như Sơn Đông, Hà Nam, Hà Bắc, Liêu Ninh và Hắc Long Giang sẽ có mưa to đến rất to và mưa lớn cục bộ. Hiện các tỉnh đang ra sức chống chọi với mưa lớn, lũ lụt có thể xảy ra. Đài Quan sát Khí tượng tỉnh Sơn Đông dự đoán rằng từ chiều ngày thứ Ba đến thứ Tư, Liêu Thành, Đức Châu, Tân Châu, Đông Dinh, Truy Bác, Duy Phường, Tảo Trang, Lâm Ấp và Nhật Chiếu sẽ có mưa to đến rất to và mưa lớn cục bộ. Các khu vực khác sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to, có nơi mưa rất to hoặc mưa to cục bộ, có sấm sét, gió giật mạnh cấp 7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra thiên tai và do sét đánh. Đài quan sát khí tượng tỉnh Sơn Đông đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh và tín hiệu cảnh báo sét màu vàng vào chiều ngày thứ Ba. Các chuyên gia khí tượng nhắc nhở cần chuẩn bị sẵn sàng để phòng mưa to, sấm sét, gió giật mạnh. Bộ phận quản lý giao thông cần có biện pháp điều tiết giao thông trên các đoạn đường có lượng mưa lớn, thực hiện hướng dẫn giao thông trên các đoạn đường ngập úng, chủ động các biện pháp tăng cường công trình cảng và ngăn ngừa tàu thuyền neo đậu, mắc cạn, đâm va. Ngoài ra, người dân cần dừng các hoạt động ngoài trời và các hoạt động nguy hiểm ở trên cao, ngoài trời và các hoạt động khác. Những người ở khu vực nguy hiểm và cư dân của những ngôi nhà đổ nát cố gắng đến những nơi có mái che để tránh gió. Hôm thứ Ba có mưa to đến rất to và mưa lớn cục bộ ở hầu hết các vùng của tỉnh Hà Nam. Vào lúc 18 giờ ngày thứ Hai, Hà Nam đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp 4 để kiểm soát lũ lụt trong tỉnh. Theo dự báo, các khu vực mưa chính phân bố ở Trịnh Châu, Khai Phong, Thương Khâu, Chu Khẩu, Hứa Xương, Bình Định Sơn, Tín Dương, Lạc Hà, Trúc Mạ Điếm và phía Bắc Hà Nam. Lượng mưa tích lũy trong toàn quá trình sẽ đạt từ 30 đến 80 mm, có nơi từ 80 đến 120 mm, đặc biệt có nơi từ 150 đến 200 mm. Cường độ mưa lớn nhất từ 50 đến 70 mm trên giờ. Theo các quy định, chỉ số phòng chống lũ lụt tỉnh Hà Nam đã quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt 4 cấp của tỉnh từ 18 giờ ngày thứ Hai. Hiện nay, các cấp ban ngành trong tỉnh đã được chỉ định để triển khai hiệu quả nhiều giải pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Bắc dự báo từ ngày thứ Tư đến ngày thứ Năm, khu vực trung tâm và phía đông của tỉnh Hà Bắc sẽ có mưa lớn, mưa to đến rất to ở một số khu vực và mưa bão lớn cục bộ. Cục khí tượng tỉnh Hà Bắc đã đưa ra kế hoạch ứng phó khẩn cấp 4 cấp đối với thời tiết mưa bão lớn vào lúc 17 giờ 30 phút ngày thứ Ba, yêu cầu các đơn vị liên quan của Cục khí tượng tỉnh ngay lập tức chuyển sang trạng thái ứng phó khẩn cấp 4 cấp và làm tốt công tác ứng phó khẩn cấp 4 cấp của mưa bão, thực hiện trực ca khẩn cấp 24 giờ và cố gắng hết sức để làm tốt công việc ứng cứu khẩn cấp, cung cấp thông tin dự báo thời tiết và cảnh báo sớm. Cục khí tượng các thành phố cần chú ý theo dõi diễn biến của tình hình thời tiết, kịp thời điều chỉnh mức độ ứng phó khẩn cấp và hướng dẫn phòng khí tượng của các thành phố, huyện làm tốt công tác dự báo, cảnh báo sớm và dịch vụ khí tượng thủy văn. Theo dự báo của Cục khí tượng, từ 20 giờ ngày thứ Ba đến 8 giờ ngày thứ Sáu, ở Thẩm Dương sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa tối đa khoảng 50 mm trong 1 giờ. Phòng Giáo dục thành phố Thẩm Dương đã đưa ra một thông báo khẩn cấp vào ngày thứ Ba. Từ ngày thứ Tư đến ngày thứ Sáu, thành phố Thẩm Dương sẽ có mưa lớn. Trong thời gian đó, trẻ em sẽ bị cấm đến trường mẫu giáo. Sở Giáo dục thành phố Thẩm Dương yêu cầu lãnh đạo cao nhất của sở, quản lý giáo dục các cấp và trường học các cấp trong thành phố phải trực tiếp triển khai, kiểm tra, đồng thời chuẩn bị toàn diện cho trường hợp khẩn cấp. Ngay lập tức tổ chức các trường học địa phương bao gồm trường tư thục, cơ sở giáo dục tư thục, nhà trẻ để thực hiện các cuộc điều tra nguy cơ an toàn tiềm ẩn và sơ tán học sinh khỏi trường trong các ngày nghỉ, trừ các lớp ở Tân Cương và các lớp ở Tây Tạng càng sớm càng tốt để đảm bảo rằng không có ai, mỗi trường sẽ ở lại một người để đề phòng mưa lớn, ngập úng và sập tường trường học gây thương vong và thiệt hại về tài sản, đảm bảo không có học sinh tử vong. Cần tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận trọng yếu như phòng thí nghiệm trường học, thư viện, hóa chất độc hại, trạm biến áp, khuôn viên cây xanh, hàng rào để phòng chống thiên tai thứ cấp. Cục khí tượng tỉnh Hắc Long Giang dự báo từ thứ Ba đến thứ Năm trên địa bàn toàn tỉnh sẽ có mưa lớn từ Tây sang Đông, nhiều nơi mưa to cục bộ. Các chuyên gia khí tượng cho biết cường độ đợt mưa lớn này, cường độ mưa tối đa là 50 mm trên giờ, phạm vi rộng kèm theo dông lốc và gió giật mạnh chồng chất lên khu vực mưa trước đó. Mức độ ảnh hưởng được dự báo là rất lớn và tình trạng ngập úng đô thị và ngập nước trong đất nông nghiệp dễ xảy ra. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hắc Long Giang cho biết, theo phân tích về phạm vi vùng mưa chính và giá trị lượng mưa, lũ lụt có thể xảy ra ở nhiều con sông cỡ trung bình ở tỉnh Hắc Long Giang và tỉnh này đã chính thức ban hành tình trạng khẩn cấp 4 cấp ứng phó phòng chống lũ lụt. Dựa trên phân tích tình hình nước hiện tại, Bộ phận Bảo tồn nước ước tính rằng lũ lụt dòng chính của các con sông cỡ trung bình như sông Hồ Lan và sông Okhon xảy ra gần 5 năm một lần và lũ lụt dòng chính của các con sông cỡ trung bình chẳng hạn như sông Đường Vương, sông La Lin và sông An khoảng 5 đến 10 năm một lần. Các nhánh sông và sông nhỏ nói trên như sông Ngô Đồng, sông Ba Lan, sông Tây Bắc, sông Cha Lin, sông Phe Kê Tu, sông Thiếu Lâm và sông Mộc Đan có thể gặp nhau 10 đến 20 năm một lần. Thưa quý vị, áp thấp nhiệt đới đầu tiên của năm nay và hệ thống mây gió mùa Tây Nam đã mang theo mưa lớn đến nhiều nơi ở Quảng Đông và mưa lớn ở một số khu vực. Thành phố Tân Di mưa lớn gây lũ lụt, một cây cầu bị gãy khiến một chiếc xe buýt rơi khỏi cầu. May mắn, tất cả mọi người đều được giải cứu. Cây cầu bị gãy nằm gần trường tiểu học Tây Giang trên tỉnh lộ 370. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày thứ Bảy, phóng viên tại hiện trường chứng kiến một nửa vòng cầu đã bị sập. Mặt cầu bị đổ nằm trơ trọi dưới dòng sông đục ngầu bên dưới. Máy đang dọn đá rơi xuống dưới sông. Một hàng nhân viên túc trực trên mặt đường bị vỡ để chỉ đạo công tác cứu hộ và giữ gìn trật tự tại hiện trường. Được biết, khoảng 1 giờ sáng ngày 31 tháng 8, lũ dâng cao làm gãy cầu khiến một chiếc xe buýt rơi xuống sông. May mắn thay, cả 9 người trên xe đều được giải cứu mà không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng, trường Trung học Tây Giang đã sơ tán các giáo viên sống trong ký túc xá nhân viên ở quận phía Đông. Vụ tai nạn cũng làm gián đoạn giao thông đến và đi từ trung tâm thành phố Tân Di và thị trấn Bắc Giới qua cây cầu. Microblog chính thức của Cục Khí tượng Tân Di cho biết, tính đến 3 giờ sáng ngày 31 tháng 8, tại Tân Di có mưa bão lớn với lượng mưa đạt 229mm và thị trấn Bắc Giới đạt 120mm. Trước thiên tai, Đài quan sát khí tượng thành phố Tân Di đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ và cảnh báo dòng lũ trên núi. Cục Khí tượng thành phố, Cục Tài nguyên và Đất đai đã cùng đưa ra cảnh báo cấp 1 rủi ro về thiên tai địa chất. Trước đó, Tân Di vừa gặp phải một trận mưa xối xả kỷ lục gây ra lũ quét và ngập đê, khiến 8 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Hiện tại, việc khôi phục sản xuất sau thảm họa ở thành phố Tân Di vẫn đang được tiến hành và trận mưa lớn lần này sẽ có tác động tiêu cực đến việc cứu trợ thiên tai và nối lại sản xuất. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Quảng Đông, từ ngày thứ Bảy đến ngày Chủ nhật vẫn sẽ có dông bão vừa phải và mưa lớn cục bộ ở phía Tây Quảng Đông, bao gồm cả Tân Di. Thông tấn khí tượng Trung Quốc cho biết, huyện Ninh Thành, khu tự trị Nội Mông đã xảy ra lượng mưa lớn, lượng mưa tại 4 trạm trong huyện đã vượt quá 100mm và lượng mưa tối đa tại một trạm là 114,6mm. Vào ngày 30 tháng 8, Cục Khí tượng huyện Ninh Thành đã đưa ra một báo cáo thời tiết quan trọng, nhắc nhở các bộ phận liên quan chuẩn bị cho lượng mưa lớn và chú ý ngăn ngừa các thiên tai thứ cấp như ngập úng đô thị, ngập nước trên đất nông nghiệp, lũ sông vừa và nhỏ, lũ lụt trên núi, sạt lở đất. Cục Khí tượng theo dõi chặt chẽ và gọi điện kịp thời cho các văn phòng chính phủ, Cục Quản lý Khẩn cấp, Kiểm soát lũ lụt đô thị, chính quyền thị trấn và các sở khác để báo cáo thông tin về lượng mưa và thời tiết một cách kịp thời, để làm cơ sở cho việc ra quyết định. Lúc 9 giờ 51 phút ngày 31 tháng 8, tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh được phát ra. Tất cả các ban ngành, thị trấn, thôn phố đều nhanh chóng ứng phó, triển khai công tác phòng chống lũ lụt và tìm kiếm cứu nạn. Trong quá trình xử lý lượng mưa, Cục Khí tượng quận đã đưa ra 2 giai đoạn tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh, 2 giai đoạn thông tin khí tượng, 1 giai đoạn báo cáo thời tiết quan trọng, 7 lần thông báo mưa trong 3 giờ, 6 lần gọi điện thoại và SMS, mưa tin nhắn, dự báo đặc biệt. Đã phát huy vai trò của ngành khí tượng thủy văn là cây thông báo, phát súng đầu tiên trong công tác phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai. Vào ngày 31 tháng 8, Bắc Giang Hồng Phong đi qua thành phố Anh Đức, tỉnh Quảng Đông một cách thuận lợi và cho đến nay không có thương vong. Hiện tại, các công nhân vệ sinh ở thành phố Anh Đức đang bận rộn dọn dẹp một lượng lớn phù sa và rác thải sau khi nước rút. Vào lúc 14 giờ ngày 30 tháng 8, quan trắc cho thấy mực nước của trạm Anh Đức trên dòng chính của sông Bắc Giang đã đạt đỉnh là 35,97m, vượt mực nước cảnh báo là 9,97m. Có 3 con sông trung chuyển ở Anh Đức, sông Bắc Giang, sông Phúc Giang và sông Liên Giang, cùng 16 nhánh sông với diện tích thu mưa hơn 100 km2. Kể từ tuần trước, khu vực địa phương bắt đầu hứng chịu lượng mưa lớn liên tục, khiến thành phố nằm ở trung và hạ lưu sông Bắc Giang bị ngập lụt nghiêm trọng. Chúng tôi tập trung vào quá trình mưa, lượng mưa bề mặt và lượng mưa hồ chứa ở trung và thượng lưu sông Bắc Giang, sông Phúc Giang và sông Lê Giang, người phụ trách Cục Khí tượng Anh Đức nhấn mạnh, và tập trung vào việc cung cấp bảo tồn nước, các bộ phận có thông báo và dự báo mưa theo thời gian thực 1 giờ, 3 giờ, 6 giờ, 12 giờ. Vào ngày 29 tháng 8, lũ không đi qua tầng 1 của nhiều ngôi nhà ở thị trấn Kiều Đầu mà từ từ dâng lên tầng 2, nhiều người bị mắc kẹt trong nhà. Dự kiến trong 1 giờ tới vẫn có lượng mưa lớn từ 50mm đến 60mm, đề nghị chuyển chỗ ở và sơ tán người dân ngay lập tức. Cục Khí tượng thành phố Anh Đức ngay lập tức gọi điện cho thị trưởng thị trấn Ưng Kiều Đầu. Đội cảnh sát đặc nhiệm tuần tra công an Anh Đức đã nhanh chóng cùng các nhân viên cứu hộ đứng trên thuyền kayak và dùng lưng của họ làm thang để chuyển thành công hơn 20 người bị mắc kẹt. ở miền núi thị trấn thôn bản dùng loa cồng chiêng nhắc nhở quần chúng đề phòng thiên tai, tránh nguy hiểm. Trụ sở khẩn cấp thành phố Anh Đức đã đưa ra thông báo về việc điều chuyển nhân sự ở một số khu vực, yêu cầu sơ tán ngay những người sống trong khu vực được chỉ định và các tòa nhà có 2 tầng trở xuống, bao gồm cả 2 tầng, và tất cả những người ở trong những ngôi nhà đổ nát và các cộng đồng cũ đã được sơ tán. Để đối phó với tình trạng ngập úng trong khu đô thị, Cục Bảo tồn nước Anh Đức đã cử một đội dịch vụ khẩn cấp tiến hành điều tra toàn diện các đoạn đường trong khu đô thị, nạo vét các điểm ngập úng, đồng thời làm tốt công tác cảnh báo và rào chắn an toàn. Đồng thời, gần 100 binh sĩ từ tiểu khu quân sự Thanh Nguyên đã củng cố đê ngăn lũ Anh Đức Bắc Giang trong đêm. Vào lúc 20 giờ 10 phút cùng ngày, Cục Khí tượng thành phố Anh Đức đã dỡ bỏ cảnh báo mưa bão màu đỏ của thành phố và tín hiệu cảnh báo rông và gió giật mạnh màu vàng. Mặc dù đã hết mưa lớn, nhưng mực nước các sông vẫn ở mức cao. Cục Khí tượng Anh Đức tiếp tục đảm bảo các thông tin khí tượng để kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai, và các công việc tiếp theo nhu cầu kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Hiện tại, đất đã bão hòa hàm lượng nước, sau này nắng nóng có thể dẫn đến đất bị tơi xốp. Nguy cơ xảy ra các thiên tai thứ cấp như sạt lở đất là rất cao. Cục Khí tượng nhắc nhở rằng các bộ phận liên quan cần tập trung vào việc điều tra các nguy cơ tiềm ẩn của thảm họa địa chất. Tân Hoa Xã, Bắc Kinh, ngày 1 tháng 9, phóng viên U Jingying, thảm họa mưa lũ xảy ra ở Phúc Kiến trong những ngày gần đây đã khiến 25 người chết và 5 người mất tích. Bộ Nội vụ đã phát động phản ứng 3 cấp vào lúc 17 giờ ngày 31 tháng 8 và cử một đội cứu trợ thiên tai chung đến Phúc Kiến vào ngày 1 tháng 9. Kể từ tháng 7, tỉnh Phúc Kiến hứng chịu những trận mưa xối xả liên tục gây lũ lụt đồng thời ở một số con sông ở khu vực Bắc Trung Bộ và phía Tây. Tính từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, các khu vực bị ảnh hưởng chính là Long Nham, Tam Minh, Tuyền Châu, Ninh Đức, Phúc Châu, Nam Bình và 6 thành phố khác. Với 1.264.500 người bị ảnh hưởng, 51.000 người phải di rời khẩn cấp, 19.100 ngôi nhà bị sập, 22 người chết. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 8, các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai chính là Ninh Đức và Nam Bình, với 1.635.400 người bị ảnh hưởng, 356.200 người phải sơ tán khẩn cấp, 9.300 ngôi nhà bị sập, 36.445 ngôi nhà bị hư hại, 3 người chết và 5 người mất tích do thiên tai. Theo kế hoạch khẩn cấp quốc gia về cứu trợ thiên tai, Bộ Nội vụ đã phát động ứng phó thảm họa 4 cấp độ vào lúc 16 giờ ngày 1 tháng 9. Do diễn biến nhanh chóng của thảm họa, cấp độ ứng phó đã được nâng lên 3 cấp độ. Theo một người phụ trách của Bộ Nội vụ, tổ công tác chung do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Jiang Li dẫn đầu và có sự tham gia của các quan chức liên quan từ Bộ Truyền thông, Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Đất đai và Tài nguyên, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Giải phóng Nhân dân và Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc. Bộ Nội vụ sẽ chú ý đến tình hình thiên tai ở Phúc Kiến và động lực của các công tác cứu hộ thiên tai, phân bổ vật tư cứu trợ thiên tai kịp thời theo nhu cầu của khu vực thiên tai và thảo luận với Bộ Tài chính để sắp xếp thiên tai cứu trợ các quỹ khẩn cấp một cách kịp thời. Hiện trường cứu hộ khẩn cấp ở Trường Đình, Phúc Kiến, Bí thư Đảng đánh chiêng đánh thức dân làng từ sáng sớm. Hơn 30 cán bộ chiến sĩ công an vũ trang địa phương cùng hơn 300 cán bộ quần chúng nhân dân địa phương khẩn trương đến hiện trường ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai. Báo của chúng tôi đưa tin vào lúc 4 giờ 10 phút sáng ngày 31 tháng 8, do ảnh hưởng của mưa lớn và lũ lụt trên sông Ba Si ở làng Xianje, thị trấn Hê Tàn, huyện Trang Tinh đã xảy ra một vụ vi phạm. Đây là thông tin mà phóng viên được biết từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và hạn hán của tỉnh vào ngày 31 tháng 8. Được biết, do ảnh hưởng của vụ vỡ sông Ba Si, một số ngôi nhà ở làng Saye, thị trấn Hê Tàn đã bị ngập lụt, 301 hộ gia đình và 1.295 người bị ảnh hưởng. Độ sâu tối đa của nước là 1,3 m và hơn 300 mu đất nông nghiệp bị ngập. Sau khi nguy hiểm xảy ra, hơn 30 cán bộ chiến sĩ công an vũ trang địa phương cùng hơn 300 cán bộ quần chúng nhân dân địa phương khẩn trương đến hiện trường khẩn cấp cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Toàn bộ những người bị ảnh hưởng đã được chuyển đi an toàn ngay lần đầu tiên và không có thương vong nào xảy ra. Hiện các lô nhà bị ngập đã rút hết, vì hầu hết các ngôi nhà trong làng đều có kết cấu gạch bê tông nên hầu hết người dân đã chuyển về sau khi kiểm tra rằng không có vấn đề gì về an toàn trong nhà. Được biết, từ 3 giờ đến 5 giờ, lượng mưa ở thị trấn Hê Tàn lên tới 88 mm trong 2 giờ. Sông Ba Si là một nhánh của sông Du Si, một nhánh trên của sông Ti Giang và là một nhánh thứ cấp của sông Tin Giang. Khi cơn lũ xảy ra, đó là khoảng 4 giờ sáng và tôi đã ở trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Long Nham vào thời điểm đó. Khi tôi đến hiện trường, hơn 300 cán bộ chiến sĩ công an vũ trang, cán bộ và quần chúng nhân dân đã chung tay tạo thành tường người, kè ngăn lũ bằng bao cát đã được đắp. Đến 12 giờ trưa, do địa chất vết nứt phức tạp nên bị cát lấp. Trời mưa một lúc, đoạn kè vừa xây lại bị cuốn trôi, lũ lại tràn vào làng. Các chiến sĩ công an vũ trang lại lập tường người, đắp bao cát lên chỗ vi phạm. Các bao cát được đưa lên nhưng lớp cát bên dưới dễ tạo thành các khe hở do dòng nước bào mòn. Dân làng tìm thấy vải nhựa và nhét nó dưới bao cát, cuối cùng cấp bao cát có thể ổn định. Đến 6 giờ chiều có một chỗ thủng hơn 20 mét, còn lại 2 mét cuối cùng, dòng chảy xiết. Lúc này, dù các chiến sĩ công an vũ trang có thả xuống nước bao nhiêu bao cát, thì bao cát vừa được đặt xuống sẽ bị nước cuốn trôi. Phải làm gì? Có người nghĩ ra cách tìm một chiếc thúng to bỏ vào chỗ thủng. Người trên bờ dùng dây kẽm kéo chặt thúng, các chiến sĩ cảnh sát vũ trang dưới nước tạo thành bức tường người, lấy thân mình đỡ chặt thúng, bao cát và cứ như vậy, lỗ thủng cuối cùng đã được bịt kín hoàn toàn vào khoảng 7 giờ 30 phút tối. Từ sáng sớm ngày 31 tháng 8, mưa lớn đã đổ xuống huyện Trường Đình, gây ra lũ quét trong huyện và khiến các con sông dâng cao. U Hoa Linh, bí thư chi bộ làng Giang Bê, thị trấn Nam San, huyện Tràng Tình. Khi lũ lụt đến làng Giang Bê ngày 31 tháng 8, anh ấy đã làm việc cả đêm không ngủ. Trời mưa to suốt đêm, vì vậy U Hoa Linh thỉnh thoảng ra ngoài với một chiếc ô và đèn pin để kiểm tra mực nước và tình hình trên núi. Ô dù không thể ngăn mưa và quần áo của U Hoa Linh đã bị ướt mỗi khi anh ấy ra ngoài. Quần áo của anh ấy thực sự ướt sũng, vì vậy anh ấy đã về nhà và thay quần áo trước khi tiếp tục kiểm tra. Bằng cách này, anh ấy đã thay 3 bộ quần áo trong một đêm. Chúng tôi phát hiện mực nước sông bắt đầu dâng lên vào khoảng 3 giờ sáng. U Hoa Linh nói, lo sợ rằng dòng sông sẽ tràn vào làng. Ủy ban làng quyết định nhanh chóng đánh thức dân làng đang ngủ và chuyển họ lên núi. Đến 3 giờ 50 phút, cán bộ thôn bắt đầu đi từng nhà thông báo sơ tán, gọi điện thoại, khua chiêng, khua trống, cuối cùng dân làng đang ngủ cũng thức dậy. Cán bộ thôn chia dân làng thành nhiều con đường theo khu vực đã phân chia, mỗi người phụ trách dọc đường đưa tất cả lên núi theo từng đợt. 5 giờ 10 phút sáng, khi cả làng vừa lên núi thì lũ dữ tràn về làng. May mắn thay, việc di chuyển đã kịp thời và không có ai bị thương. Hù Hoa Linh nói, hiện tại dân làng đã được tái định cư ở nơi an toàn. Sau khi lũ rút, mọi người sẽ xây dựng lại nhà cửa. Allen Cheng Liwei. Lũ lụt ở Phúc Kiến làm 25 người chết, lũ ở Mingjiang chỉ đứng sau năm 1998. Trận lụt Mingjiang chỉ đứng sau năm 1998 và hơn 7.000 sĩ quan và binh lính đã chiến đấu trên tuyến đầu cứu trợ thiên tai. Kể từ ngày 3 tháng 6 đã có những trận mưa to đến rất to ở tỉnh Phúc Kiến và những cơn mưa xối xả cục bộ với trận mưa lớn nhất là 445mm ở Jinu, Phúc Kiến. Bị ảnh hưởng bởi nó, sông Mingjiang ở Phúc Kiến đã trải qua trận lụt lớn thứ hai sau năm 1998. Mực nước đỉnh lũ tại trạm Yafumen trên thượng nguồn sông Mingjiang là 74,77m và lúc 17 giờ ngày 31 tháng 8, vượt mực nước cảnh báo 8,77m, lưu lượng đỉnh lũ tại trạm Yuki ở hạ lưu là 30.600m3 trên giây vào lúc 21 giờ ngày 31 tháng 8, hiện mực nước đã bắt đầu xuống. Hồ chứa xả lũ trước thời hạn để giảm bớt nguy hiểm. Các bộ phận kiểm soát lũ và thủy lợi địa phương đã điều động một cách khoa học các cửa xả và các hồ chứa lớn và vừa khác, đồng thời xả dung tích chứa trước 3 ngày để đáp ứng mùa lũ, phát huy hết vai trò của hồ chứa trong việc ngăn chặn lũ lụt và đỉnh cao đáng kinh ngạc. Hiện tại không có mối nguy hiểm lớn nào trong dự án kiểm soát lũ của dòng chính sông Mingjiang. Hơn 7.000 cán bộ chiến sĩ ra trận tuyến đầu. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, nhiều con sông như Thiên Giang và sông Diêu Long ở phía bắc trung tâm và phía tây của tỉnh Phúc Kiến đã vượt quá mực nước cảnh báo và nhiều khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những ngày qua, hơn 7.000 cán bộ chiến sĩ Quân Giải phóng Nhân dân, Công an Vũ trang, dân quân dự bị đã ngày đêm chiến đấu trên tuyến đầu chống lũ, loại bỏ nguy hiểm, chuyển dân, ra soát đường xá, cầu cống, đường sắt và các tuyến kè trọng điểm. Mưa lũ làm 25 người chết. Mưa xối xả và lũ lụt xảy ra ở Phúc Kiến những ngày qua đã khiến 25 người chết và 5 người mất tích. Bộ Nội vụ đã phát động phản ứng 3 cấp vào lúc 17 giờ ngày 31 tháng 8 và cử một đội cứu trợ thiên tai chung đến Phúc Kiến vào sáng ngày 1 tháng 9. Theo người có liên quan phụ trách Bộ Dân chính sẽ chú ý đến tình hình thiên tai ở Phúc Kiến và sự phát triển của công tác cứu trợ thiên tai, phân bổ kịp thời các tài liệu cứu trợ thiên tai theo nhu cầu của khu vực thiên tai. Trao đổi với Bộ Tài chính bố trí kịp thời quỹ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai. Mưa lớn ở Bắc Kinh khiến gần 1,29 triệu người bị ảnh hưởng, 33 người thiệt mạng. Bị ảnh hưởng bởi siêu bão, Bắc Kinh đã hứng chịu một trận mưa xối xả hiếm có trong lịch sử. Vừa qua, Bắc Kinh đã tổ chức một cuộc họp báo về công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai do mưa lũ làm sập nhà. Về nguyên nhân, có 5 người hy sinh do đi cứu hộ khẩn cấp, 18 người mất tích, trong đó có một nhân viên cứu hộ, cứu nạn thiên tai. Tại buổi họp báo, tất cả mọi người đều đứng dậy mặc niệm cho các nạn nhân. Thiên tai lũ lụt đã khiến tổng số gần 1,29 triệu người bị ảnh hưởng, 59.500 ngôi nhà bị sập, 147.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và 225.000 mẫu hoa màu bị ảnh hưởng. Hiện tại, những thiệt hại do thiên tai này gây ra vẫn là số liệu theo từng giai đoạn. Trong đợt mưa bão lớn lịch sử này ở Bắc Kinh, lượng mưa tại 3 điểm đều vượt 1.000 mm. Theo Xiao Lin Mao, từ dữ liệu quan trắc khí tượng, lượng mưa tại một trạm duy nhất đã vượt quá giá trị cực trị trong lịch sử. Hồ chứa Wanjingguang ở Changqing đã nhận được lượng mưa 745 mm. Đây là lượng mưa lớn nhất trong 140 năm kể từ khi có ghi chép cụ thể. Ở Bắc Kinh, số liệu quan trắc thiên tai địa chất ghi nhận giá trị cực đoan cao hơn, với 3 điểm có lượng mưa trên 1.000 mm và 51 điểm có lượng mưa trên 700 mm. Lượng mưa trung bình của thành phố là 331 mm. Lượng mưa trong 83 giờ đạt 60% lượng mưa cả năm trong những năm bình thường. Mưa xối xả chủ yếu tập trung ở các khu vực miền núi phía Tây, với lượng mưa trung bình là 538 mm ở Mentougou và 599 mm ở Fansan. Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên các con sông chính của thành phố lên nhanh với biên độ lớn và giá trị đỉnh cao. Mưa xối xả đã gây ra thiên tai nghiêm trọng ở các khu vực miền núi phía Tây chịu thiệt hại nặng nề. Theo Xiao Lin Mao, theo thống kê sơ bộ, thành phố đã hứng chịu tổng cộng 369 thảm họa địa chất, gấp 10,5 lần so với con số trung bình nhiều năm. Mưa xối xả đã làm cho cơ sở hạ tầng miền núi bị hư hỏng nghiêm trọng. Về công trình thủy lợi, hơn 110 tuyến sông đã có lũ lụt vượt tiêu chuẩn. Cấp cứu khẩn cấp sửa chữa, gấp rút kết nối không ngừng nghỉ, khắp các thôn bản đã có điện, thông tin liên lạc trở lại. Xiao Lin Mao cho biết sau thảm họa, Thành ủy và chính quyền thành phố Bắc Kinh đã không ngừng cứu hộ khẩn cấp, sửa chữa khẩn cấp và cứu trợ khẩn cấp và nỗ lực hết sức để làm tốt công việc 4 liên kết và 1 an ninh, điều trị thương binh, tái định cư hàng loạt và các công trình cứu trợ thiên tai khác. Điện nhanh chóng được khôi phục và thành phố đã đầu tư hơn 2.400 người, 105 toa máy phát điện và 427 máy phát điện để sửa chữa khẩn cấp. Đến ngày 4 tháng 8, việc cung cấp điện cho 16 cộng đồng đã được khôi phục. Tính đến 18 giờ ngày 8 tháng 8, trừ 9 thôn tái định cư nơi khác, tất cả các thôn đã có điện trở lại. Nguồn cung cấp nước nhanh chóng được khôi phục và thành phố đã khẩn trương triển khai hơn 700 nhân viên chuyên nghiệp và hơn 70 phương tiện cấp nước khẩn cấp để hoàn thành việc sửa chữa khẩn cấp 2 nhà máy nước chính ở Fansang Linxiang và Mentougou Changji, đảm bảo hiệu quả việc cung cấp nước cho khu vực. Thông tin liên lạc nhanh chóng được khôi phục, thành phố đã tiến hành sửa chữa cơ bản và các biện pháp khẩn cấp để khôi phục thông tin liên lạc. Tính đến 18 giờ ngày 8 tháng 8, toàn bộ 342 thôn đã nối lại thông tin liên lạc, phân bổ và vận chuyển hơn 840.000 nhu yếu phẩm hàng ngày và vật tư khẩn cấp và vận chuyển hơn 82.000 người. Tăng cường an ninh vật chất, thành phố đã điều động và vận chuyển hơn 840.000 chiếc thuộc 14 loại nhu yếu phẩm hàng ngày và vật tư khẩn cấp, triển khai 64 lượt xuất kích bằng trực thăng và 66 lượt xuất kích bằng máy bay không người lái.